chào bạn. À, sao nữa? Hỏi bạn ở đâu? Bạn nhà ở đâu bạn? Con nhà. Ở đâu? Hai đứa nó lớn là mới nghe được. Con không có nhà, con ngủ ở ngoài đường. Ủa, tại sao bạn ngủ ngoài đường? Tại sao bạn ngủ ngoài đường? Con không có nhà để ở. Ba bạn đâu? Ba bạn đâu? Ba bị chết rồi. Rồi mỗi ngày sinh sống bằng cái gì? Mỗi ngày phải sống bằng cái gì? Hả? Con nói lớn lên. Dạ con đi xin tiền, con hổ, con còn chị Mao chứ em con. Hai mươi thì Sang chuẩn bị đưa em Tú để đi về quê, cũng như trao số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho em Tú đây, thì chuẩn bị đi gặp cháu bé này cũng là fan hâm mộ của bồ Sang. Thì cháu bé lời gặp Sang cũng mừng quá, con chào bác Sang. Sẵn Sang tám Sang nhín chút xíu thời gian để mà cùng tám với lời cháu bé này. Rồi bác Sang chào con. Nhân con chào tên bác gì? Con tên Nguyễn Phan Hoài Thương. Con tên Nguyễn Phan Hoài Thương hả? Rồi con chào quý vị khán giả đi con. Chân chào quý vị khán giả. Rồi chúc quý vị khán giả một nhiều sức khỏe. Chúc quý vị khán giả một niềm chào sức khỏe. À rung dữ vậy con. Hôm nay gặp bác Sang vui không? Hả, vui. Vui hả? Rồi con học lớp mấy? Dạ học lớp 3. Bao nhiêu tuổi? Dạ 9 tuổi. Nhà có mấy người? Dạ 3 người. Con với ai nữa? Con với cha với mẹ con. À con không có em đúng không? Dạ không. Rồi qua nhà bác Sang ở luôn không? Không. Không hả? Qua đây đi bán cơm. Thôi. Thôi hả? Qua đây mỗi ngày bác Sang cho con cạo sườn cây. Thôi. Thơm lắm luôn. Thôi luôn. Thôi luôn hả? Sườn cây thơm gần chết mà nó hôi. Thôi. Sao hôi được, nó thơm lắm, nướng lên nó thơm lắm. Bảo đảm con ăn sườn cây mau lớn. Con đi. Ăn sườn cây bảo đảm không rụng răng. Không luôn. Không luôn hả? Rồi bây giờ bữa nay con xuống tìm bác Sang có việc gì không? Dạ xuống tìm bác Sang cho con gặp. Cho con gặp bác Sang thôi hả? Chỉ gặp như đó thôi. Rồi sau khi gặp con có cần cái gì nữa không? Dạ không. Không hả? Rồi vậy giờ con gặp được bác Sang rồi con thấy vui không? Dạ vui. Vui và cho bác Sang hùng cái không? Cho. Rồi đây, bây giờ là bác Sang nè, nãy giờ ngồi ở đây bác Sang dòm ra kia có một cái gia đình mà đẩy đứa em bé đi, bác Sang thấy cũng tội nghiệp. Giờ con với bác Sang ra tìm hiểu cái bạn đó với em bé nó như thế nào, mình tìm cách giúp người ta ha. Giờ bác Sang bữa nay nhường lại cho con làm MC nha, con hỏi thăm người ta nha. Ok ha. Ok, giờ bác Sang để cho con nhường lại cho con làm MC trong cái chương trình Hội Thiện Nguyện BDS. Thì ngày hôm nay Apple Sang có thêm một cái đứa lính mới làm MC cho Apple Sang. Thì trong cái ngày hôm nay thì bữa nay mời quý vị khán giả hãy xem Nhân Tài Nhí làm MC cho cái chương trình BDS. Xin mời cả nhà. Dạ. Biểu diễn tỏ rõ tài năng rồi. Con chào bạn đi. Chào bạn. Sao nữa? Hỏi bạn ở đâu? Bạn nhà ở đâu bạn? Có nhà. Ở đâu? Hai đứa nói lớn là mới nghe được. Con không có nhà, con ngủ ở ngoài đường. Ủa, tại sao bạn ngủ ngoài đường? Tại sao bạn ngủ ngoài đường? Ở. Ba bạn đâu? Ba bạn đâu? Ba bị chết rồi. Rồi mỗi ngày sinh sống bằng cái gì? Mỗi ngày phải sống bằng cái gì? Hả? Con nói lớn lên. Dạ con đi xin tiền, con hổ, con còn chị Mao chứ em con. Vậy hả? Dạ. Rồi, ở quê bạn đâu? Quê bạn ở đâu? Quê Đồng Tháp. Đồng Tháp chứ còn bà nội không? Có bà mẹ không? Dạ có bà... Có gì có cô không? Dạ có. Dạ. Bạn ăn cơm chưa? Bạn ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi hả? Bây giờ bạn đến đây tìm cái gì? Bạn đến đây bạn tìm cái gì?
để đi xin tiền. Nói lớn lên. Đỡ con đi xin tiền, đỡ con làm vốn. Xin tiền làm vốn hả? Xin tiền cho ai? Xin tiền cho ai? Cho mẹ hả? Giờ qua hả? Hello, xin chào chị. Chào chị. Sao chị khóc? Chị tử thần cô ơi, không có vốn thì bao nhiêu số. Mà mẹ con phải đi như vậy, khổ quá chú. Hả? Chị có thể nói lớn lên cho mọi người biết không? Dạ, không có tiền để làm vốn để bao nhiêu số, đi xin tiền mất cỡ chú ơi. Quê của chị ở đâu? Dạ, quê Long An. Sao cháu này nói Đồng Tháp? Đồng Tháp là quê bà nội. Nhà chị ở Long An. Cha mẹ chị còn đủ không? Còn chị em? Anh chị em có hai chị em gái mà chị em gái nó không có nhìn nhận. Cha mẹ chị làm gì? Cha mẹ lớn tuổi không có đi làm. Hồi đó cha mẹ còn cha mẹ còn khỏe, cha mẹ đi bán giấy số. Giờ hiện tại chị đang ở đâu ở trên Sài Gòn? Dạ em đi xin tiền, em ngủ tối em đụng đông ngủ đâu. Tại sao không ở nhà mẹ? Ở nhà mẹ, mẹ không có cho về. Lý do sao không cho về? Tại vì mình không có hoàn cảnh, không có tiền. Theo cha rồi giờ cha mẹ bỏ. Đó là một cái lỗi lầm của mình rồi đó. Cho nên là cái sai lầm của mình rồi, để mà cha mẹ mà buồn. Cha mẹ không có chấp nhận. Có đúng không? Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 37. Rồi cha bé này đó. Mất rồi. Cha bé này mất hả? Còn bé sau này? Bé sau là chị có thể bước qua đây chị ngồi vậy. Em con đang ngủ. Cha cái bé sau này. Cha bé sau bỏ. Hả? Cha bé sau bỏ. Tại sao bỏ? Quýnh đập quá bỏ. Đánh đập quá hả? Bỏ được bao lâu rồi? Bỏ này cả tháng. Thôi bây giờ về ha. Vậy mời chị vô trong kia chị ngồi. Bé nó bị ba nó quýnh. Bị đánh bể đầu luôn hả? Đâu. Đâu? Đánh lâu chưa? Lúc đó mới có 2 tuổi. Rồi cái khối u này vẫn giờ còn u tới giờ. Giờ nó bị bệnh mà không có tiền đi khám mà chú. Rồi lý do làm sao mà bị khối u vậy? Thì bị quýnh lên đầu. Rồi bác sĩ nói làm sao mà cái khối giờ u không này? Có không có tiền đi khám, không có biết. Giờ hai đứa này là cùng một cha hay là khác cha? Khác cha. Khác cha hết hả? Cha này bé này mất rồi. Đi bán giấy số mà bị đứt vốn cả tháng rồi không có đi bán được. Rồi hả, cho bé nó uống sữa với bé này nó đi ăn uống. Giờ đứt vốn mà khổ không có tiền. Chị dán bớt cái này, chị có thể dở cái nón ra. Con đứng yên nhớ cho mẹ nói chuyện con. Con bỏ cái nón xuống con. Thì bây giờ chị đẩy hai cháu lên đây bao lâu rồi? Dạ mới đẩy rồi. Bây giờ khổ không có tiền thì đi bán giấy số muốn đi bán. Mới lên Sài Gòn đây hả? Dạ lên lâu rồi. Lên lâu rồi, giờ vậy là chị ở đâu? Ở tối ngủ ở cầu Nguyễn Tri Phương, nay cũng chỗ này mai ngủ chỗ kia. Chứ không có được ngủ chỗ. Ai chỉ chị qua đây kiếm luôn? Dạ không ai chỉ, tự động đi xin tiền. Dạ con bị té. Té ở đâu? Quýnh lộn cái gì nè? Quýnh lộn nó không được bình thường. Nó chỉ giỡn với mấy đứa này nó không được bình thường. Nó quýnh nhỏ này nè. Dạ nó không được bình thường á. Vậy muốn đi khám cũng đâu có tiền đâu, dẫn bé đi khám. Đi vô bệnh viện tới khám cho cháu. Giờ tôi mời chị vô trong quán ngồi ha. Rồi để dễ nói chuyện ha, khỏi đứng đây. Chị vô trong đẩy cháu vô trong đi. Cháu biết đi rồi đúng không? Dạ biết đi rồi chú. Rồi xe này ai cho? Dạ anh ta cho. Chị để qua anh góc lên đi. Rồi chị ngồi đây đi. Đang nó bị cái đau lưng nó uống thuốc rồi. Rồi bây giờ ha, thì uống nước mẹ ơi. Chị lên. Nước bên kia.
sao chị khóc? Tại tổ thân của chú ơi, không ai lo cho được. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ em nói chị nghe ha. Chị đó lên đây được mấy tháng rồi? Dạ, lên đây từ nhỏ đi bụi từ lúc mới có 8 tuổi tới giờ chú. Để ba đứa nhỏ lên trên này để sống từ khi ba của đứa bé sau này bỏ tới nay là chị để lên đây được bao nhiêu ngày? Mới đẩy lần đầu tiên. Hả? Mới đẩy lần đầu tiên để xin tiền để đi kiếm cái số ba. Tôi hỏi chị lên Sài Gòn để ba đứa con lên Sài Gòn mà khi sau khi thôi ba đứa nhỏ được bao lâu? Gần tháng. Hồi nãy chị nói chị ở đâu? Tôi ở quê ở dưới Long An á. Còn quê nội thì tôi chứ Đồng Tháp á. Em hỏi chị lúc mà chị đẩy lên đây chị sống ở đâu? Sống ngoài đường. Ngay chỗ khu rừng nè. Thì như chỗ mấy hiên của ta để đâu mà tối đóng cửa thì ngủ đó. Thế em hỏi khu vực nào, quận mấy rồi á? Quận nào cũng ngủ hết trơn á. Tụ ngủ nay ví dụ đi đường xa ngủ xa, ngủ nay đi đường gần ngủ gần. Ừ. Dạ. Giờ cái mong muốn của chị là mong muốn cái gì? Mong muốn để kiếm tiền để đi bán vé số để nuôi tụi con lại. Đi xin tiền bút cỡ với chú à. Chị kiếm tiền để đi bán vé số? Dạ. Chị kiếm tiền bán vé số rồi chị nghĩ là chị ở đâu? Em kiếm tiền bán vé số đừng đi mướn nhà ở lần nuôi cho cháu nó ăn học. Mà bé này cũng đi học cũng học được nữa. Tại sao mình không có về quê? Về quê mẹ. Con xích qua để bác nói chuyện con. Con xích qua để bác nói chuyện nha. Con muốn ăn cái gì ăn trái cây đúng không? Gia nói chị đó mua cho con qua bên kia ngồi ăn. Đi về mua cho cháu dĩa trái cây đi con. Sao? Muốn đi không có muốn đi về quê ta mình thôi, trong lúc không có tiền ta coi mình như con chó rẻ. Để mình tự lập mình để nuôi con. Chị có thể kéo con Trang xuống nói chuyện được rồi đó. Bây giờ để đó, mình tự lập mình sống mình nuôi con chứ không nhờ vả tới gia đình. Nếu chị nghĩ như vậy bây giờ trong người chị không có tiền lấy gì chị đi bán số giấy gì rồi bán đi mướn nhà. Giờ đi xin tiền xây sở. Hả? Giờ đi xin tiền xây sở nay chút ít ngày kiếm trăm mấy để xây sở để dành đó tới chừng nào có vốn bán. Chị tính vậy cũng không phải cách luôn. Thực ra bây giờ nếu cho chị có đủ giấy tiền giấy số chị bán đi chăng nữa chẳng lẽ ba mẹ con cứ lang thang có ngàn ngoài đường. Tốt nhất là ta nên về quê, nếu có đủ vốn ta nên về quê để ta kiếm những cái nhà nọ gần ở dưới ta thuê nó dễ hơn. Dầu gì cái xứ sở của mình dễ sinh sống hơn. Chứ mình bỏ xứ đi như vậy ba mẹ con lang thang làm sao mà sống. Ở đó cũng không phải là cách đâu. Nói gì nói chúng ta không phải nên quay về xứ sở của mình. Nếu có cơ hội mình về đó mình bán buôn với số rồi ít ra rồi mướn nhà thuê gì ở dưới đó nó cũng rẻ hơn là ở trên Sài Gòn này. Nếu có cơ hội chị về quê không? Chị đồng ý em về quê không? Đi đón xe xá ơi tầm du về. Tầm vô chị ở huyện nào, ấp nào, xã nào? Huyện Châu Thành. Ừ. Xã nào, ấp nào? Xã Long An, tỉnh Long An, huyện Châu Thành. Cùng ngã ba cầu vuông đó. Đi xe tầm vô lại đi về nói về ngã ba cầu vuông là ta cho ta xuống cầu vuông. Đưa cho mẹ uống miếng rồi tèo. Cầm đi nước không cho mẹ uống. Giờ nói chung á trong mùa dịch này khó khăn biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn rồi em cũng không biết được đúng không? Rồi rất là nhiều người khổ khó khăn lắm. Con ăn đi, mẹ nấu ăn đâu. Rồi bây giờ á em cho chị tiền xe chị đi về quê, chị về quê ha. Ra đón xe đi về. Chị nhớ là chị về quê chị đừng có mà ở trên này nữa. Dù gì về quê về xứ sở mình cũng bà con lối xóm vợ gần á
người ta cũng giúp đỡ mình nó dễ hơn, mình ăn nhờ ở đậu tó tốt của nhà người thân quen ở xóm giềng nó cũng đỡ được đồng nào hay đồng đó. Chị ở trên Sài Gòn này thật sự ra bây giờ nói chị đẩy ba đứa nhỏ này, không biết chị suy nghĩ như thế nào chứ tôi thấy đứa nhỏ chị đẩy nó, đứa nó nhỏ quá sống bờ bụi vậy là xót lòng lắm. Chị thì có thể chị cắn răng chị chịu đựng được, mà những đứa nhỏ này làm sao nó chịu nổi được, nó ăn bờ ngủ bụi như vậy chị hả? Chị thấy cái cảnh nó ăn bờ ngủ bụi, nó đói lên nó đói xuống như vậy, chị có em chém hả? Con đói chú ơi, chứ mới để cho con nó đói. Những thà con đói chứ từ sáng như mấy ngày nay không dám ăn, đi xin tiền để nuôi cho mấy đứa nhỏ này ăn uống sữa. Chứ thật ra chị đây mấy đứa nhỏ lên như vậy á, tại đẻ nằm ở trên này luôn à. Tại đang bây giờ chị nghe em nó vậy về quê một lần về nó mà chị năn nỉ cha mẹ mình, ví dụ dù có lỗi lầm gì không lẽ cha mẹ mình không bao giờ giết mình đâu. Quan trọng là mình phải biết cái sai của mình phải biết sửa sai. Đó, thì cha mẹ sẵn sàng tha thứ mình. Không một người cha, người mẹ nào ăn thịt mình hết. Cha mà mẹ còn đuổi đi. Có cha mà mẹ còn đuổi đi, không biết cho cha ở. Mẹ bà khó lắm, không có dám về nhà. Lại khó thì gắng cố gắng mình sống tốt. Để ba, mà ba ruột mà hả, có hai chị em gái mà còn đuổi ba đi lên ra ngoài đường hả? Không, tôi không, tôi khuyên chị đừng nên nói vậy. Dù điên dù khùng cũng là cha mẹ mình. Cha cũng đi lang thang ở trên này nữa. Cha chị hả? Lang thang ở đâu? Lang thang giờ không biết tìm, không biết tường tìm. Nghe nói đâu quận 8, quận 9 gì. Chị có hình cha chị đây không? Không có đem theo. Chị có điện thoại đây không? Dạ không, không có xài. Ba cũng Trần Ngọc Ảnh á. Mà hả, bị mẹ đuổi đi, không có cho về quê ở. Mấy chị em của chị? Có hai chị em gái, có con rể nữa, có con rể cũng chờ đánh. Ở chung nhà với mẹ à? Dạ, nuôi mẹ bệnh. Thôi em nói chuyện nghe nè. Bây giờ mình có lỗi lầm gì á thì nên xin lỗi cha mẹ mình. Mẹ mình à, còn nếu như mẹ mình không chấp nhận mình ở nhà thì mình đành chấp nhận chịu, nhưng mà không được quyền mà mình nói xấu mẹ mình. Không có phải là nói xấu chú, cái đó là sự thật, không thương mẹ không hết. Tại vì mẹ nuôi mang 9 tháng 10 ngày, cái đó là sự thật, không có nói xấu mẹ. Mà đó là thật sự. Tại vì mẹ, ba còn ở trong nhà, mà mẹ còn đuổi ba đi mà không cho ba vô nhà ở. Mà trong khi ba đang bệnh hoạn, ba 70 rồi, nay ba không có nhà để ba ở, ba cũng ngoài đường. Để kiếm ba về ở chung, muốn nhà mấy cha con ở. Tìm gặp không? Không gặp. Chị cũng mong muốn gặp lại ba không? Dạ mong muốn. Ba chị tên gì? Ba là Trần Ngọc Ảnh, 1951. Địa chỉ nhà của ba? Ở bên Hội Kỷ mà nhà bán đi rồi. 10-5 sạc 8A. Cha bỏ đi lúc bao lâu? Hồi lúc mà ba con bé này mất là bỏ đi tới giờ luôn. Cha của bé này chết đó hả? Rửa quá cha bé là đánh bé chưa? Dạ à, không, lúc mà cha dượng của nó đánh là... Cha dượng đánh hả? Dạ, cha dượng đánh. Cha sau là của đứa bé sau này đánh bé... đứa bé lớn. Dạ. Đánh là cái xương đầu luôn. Dạ. Cô không. Vẫn còn luôn tới giờ đúng không? Đầu. Mình có đem đi bác sĩ để mà chụp ý quan chưa? Không có tiền bác ơi. À, đầu cổ. À, dạ. Em cuối nè mai 10 mũi nữa rồi. Cơ quan chức năng ta có xử lý chưa? Không có thưa. Hả? Không có thưa. Có hình ảnh của người cha đó đây không? Đã không có chụp, không có chụp hình, không có làm giấy kết hôn mà lấy đâu có đầu chụp. Những cái thành phần này mà ngược đãi với trẻ em luôn, cho nên cho chừng chị. Dạ không có ghẹ bi nè. Lấy nước cho cháu uống, uống sữa kiểu này nó nằm là nó chốc ngược lại là cháu sẽ ọc sữa nó lên trên cái mũi nó ha. Dạ. Sau này nó sẽ bị viêm son. Dạ. Nó ảnh hưởng về cái đường hô hấp. Không nên cho cháu nằm để mà uống như vậy được. Cho cháu ngồi dậy. Bỏ cháu em ra ngoài đi con. Bỏ ra ngoài nó chạy dữ lắm. Bắt không được, cái giò tao bắt không được chú ơi. Cái giò chị bị gì đâu?
bị giãn tim mạch đó. Thôi bây giờ nè, em cho chị ít tiền chị về quê nha. Dắt ba mẹ con về quê đi nha. Ra đi bắt xe về, đừng ở trên Sài Gòn này nữa. Về có gần lối xóm mà ăn nhờ ở đậu, người ta đỡ được đồng nào hay em đó nha. Ít nhiều thì nó cũng đỡ hơn trên Sài Gòn. Khẩu trang nãy đâu rồi, lấy khẩu trang đưa chị. Bữa ngày hôm nay chị đã lên trên này thì tôi mong chị thì những cái nghèo khổ mình đó có được cái sự giúp đỡ của tất cả mạnh thường quân mình, dám cố gắng mình để vươn lên. Mặt em đi con. Chị nghe em nói gì không? Nghe đó. Dám cố gắng là mình để vươn lên nha. Đừng có mà... Nói chung em chỉ khuyên chị những cái điều tốt thì mình dám cố gắng sống tốt, làm những cái điều này là tốt nhất để mình vượt qua những cái nạn, những cái nghiệp, cái kiếp của mình, để mà vươn lên với người ta, để mà còn chăm lo hai đứa nhỏ nữa nha. Có ba đứa chú. Hả? Con nói gì? Dạ con, một mừng em con mà bữa chung bệnh viện như đầu mà con không có tiền lo cho em con. Em con trong bệnh viện như đầu mà? Dạ. Tại sao mà có người nhỏ trong... Hai chị em ruột của nó. Đó thằng này là con riêng, cho như là ba đứa mà có thằng bị bệnh đó, mà nó nằm ở trong bệnh viện. Đi hồi lúc trước là nói chung ra đi bán giấy số, có giấy giò ở đây mà bây giờ nó nghỉ cái tháng lo cho ba đứa nhỏ. Anh chị cất giấy giò đây, em không có xem này. Nói chung tại sao chị không nói thật em nghe được đâu? Tại không có nhà, không muốn nói. Hả? Không có muốn làm phiền. Từ kỳ cục ghê vậy. Mình em khuyên chị nè, mai mốt nè mình nghèo quá mình phải nói thật người ta mới thương. Chị kéo khẩu trang xuống để chị dễ nói hơn á, nó tụt tới tụt lui. Dù mình nghèo cái nào nghèo mình phải sống thật người ta mới thương. Rồi đứa nhỏ trong bệnh viện là ai nuôi? Dạ gỡ bác sĩ người ta nuôi, mà thằng đó nó cũng dễ lắm, nó 6 tuổi nó cũng dễ lắm, ai giữ nó cũng được á. Chị có thể dắt tôi vô trong bệnh viện không? Mà giờ phải bỏ hai đứa nhỏ này gửi đằng kia nữa mới vô được, trong hai đứa nhỏ này ta đâu có chơi vô. Đi xin tiền rồi chiều tối gửi người ta ngày 50.000 tiền. Tôi cho gửi hai đứa nhỏ này tôi dắt chị vô bệnh viện để tôi coi đúng là con chị không? Con không chị ở đây. Con muốn đi theo mẹ. Đó, rồi để theo. Mẹ đâu? Tại thật sự ra... Không bỏ xa mẹ đâu. Mẹ không có xa con. Mình muốn con. Người ta giúp đỡ mình đó là phải cái gì nó cũng phải rõ ràng, tính của tôi là phải rõ ràng. Đúng rồi, ai cũng vậy hết chứ. Con không chịu phải thăm. Nếu mà con chị trong bệnh viện á, chị có thể dắt tôi vô đó không? Chị phải thăm mẹ con. Rồi mẹ không có xa. Con mẹ ra đi. Chị có dắt tôi vô bệnh viện để mà gặp con chị không? Vậy là nói chung là chị không có đứa con ở trong bệnh viện? Có chú. Có, tại sao em hỏi chị, em cho chị tiền để về quê chị đồng ý? Tại vì cô về gửi mấy đứa nhỏ về quê đừng lên với lại rước nó về quê ở với bà ngoại nó. Nó nghĩ bà ngoại nó có số hộ bà ngoại nó ở đây. Nếu mà mình đã có đứa con nằm trong bệnh viện tại sao mình đi về quê mình bỏ đứa nhỏ trong đó? Đứa đó mấy tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi mình nên bỏ nó trong đó. Trong đó tại vì ta cũng có người tại vì hả chị không có nói tệ được, cái này là trách nhiệm. Tôi đồng cảm với chị khó khăn, chị bỏ con chị trong đó, chị ra ngoài để chị xin tiền để vô nuôi con, tôi đồng cảm với chị. Nhưng mà chị nói không có được, tại có người này người kia nọ là để chị bỏ đứa nhỏ ở trong đó là không nên. Tôi không đồng tình với chị cái quan điểm này. Sự thật là có đứa bé trong đó không? Nó cũng đi bán giấy số giỏi lắm. Nếu mà chú không tin ngày mai tôi sẽ dẫn lên. Mai nó sẽ xuất viện. Mai nó tại nó có vô hiểm nó sẽ xuất viện về trong ngày mai. Trong ngày mai là tại vì nó nằm nay cũng nửa tháng trời chậm. Ok, bây giờ nếu mà chị nói hô quá bé nó có giấy xuất viện về. Đúng không? Dạ. Rồi chị lấy cái gì đóng tiền viện phí? Nó có vô hiểm nó nằm trong đó không có đóng nhiều tiền. Tại vì nó nằm ở trong đó nó biết. Ngày mai mấy giờ nó được xuất viện?
chắc phải chiều, đầu giờ chiều. Mai mà mai đầu giờ chiều chị Bồng nó lên đây. Dạ. Em xem giấy tờ, nếu mà đúng sự thật em giúp cho ở cho chị để có số vốn để làm ăn. Dạ. Chị thông cảm giùm cho em, hiện tại bây giờ nó rất là nhiều hoàn cảnh, em không biết được cái chỗ nào đúng là rồi. Hoàn cảnh thật. Chị hiểu không? Dạ. Cho nên đó, chị cũng thông cảm được. Cái này tôi xin lỗi chị trước. Dạ đúng. Đây là em, là em giữ cái tiền của Mạnh Thường Quân, cho nên em muốn giúp bất kỳ hoàn cảnh nào em cần phải hỏi cho rõ. Dạ. Để mà nếu mà đúng là thật sự là chị, cái hoàn cảnh chị là khổ thật, chị không có sự giả dối ở đây thì em sẵn sàng em giúp chị nha. Dạ. Rồi trước mắt em chơi rồi gửi cho chị 500.000 để chị ăn uống, ba mẹ con với ngày mai vô để làm thủ tục cho con xuất viện. Nếu đúng sự thật ngày mai xuất viện, Bồng đứa bé ở đây. Dạ. Tất cả giấy tờ liên quan của bản thân chị và giấy tờ của bé nằm bệnh viện. Dạ. Nếu mà có đúng em sẵn sàng giúp tiếp cho chị để có số vốn để em buôn bán. Dạ. Chị đồng ý không? Dạ, cái xe để đặt đi làm gì. Rồi mấy mẹ con rồi ăn cơm đi nha, con đói bụng con cứ ăn cơm nếu có sang gửi cho con. Đây em gửi cho chị 500.000. Dạ, cảm ơn mấy chú với cảm ơn của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mấy đứa cháu có cuộc sống ăn uống. Không biết nói gì hơn. Tạ ơn mấy chú mấy bác nhiều. Rồi mong chị gắng giữ gìn sức khỏe, chăm sóc ba đứa con này cho nó nên người, gắng cố gắng sống tốt. Nếu mình có lầm lỗi thì nên thẳng thắn mà xin lỗi cha mẹ mình để mà được quay về. Còn nếu cha mẹ không tha lỗi thì mình tìm con đường để mà mình sống, nhưng không được quán trách cha mẹ. Dầu gì cho chăng nữa, dù có điên có khùng cũng vẫn là đấng sinh thành của mình. Chị hiểu không? Ở đây tôi khuyên chị thì cái những gì mà em muốn cái điều tốt đẹp nhất đến gia đình mình thì tôi mới khuyên chị như vậy. Chứ không phải là tôi dạy đời gì chị. Chị thông cảm giùm nha. Rồi ngày mai chị mà sau khi chị xuất viện, thứ nhất là giờ buổi sáng thì tụi em phát cơm ở đây nó rất là đông. Dạ. Rồi em không có thời gian để tiếp chị. Nếu chị về xuất viện được tới giờ này chị đến đây. Dạ. Nha. Dạ, hay cũng giờ này nó về. Rồi. Dạ. Cũng hôm là cũng 2 giờ, một mấy 2 giờ nó sẽ về nó ngày sẽ... mai tôi đi tỉnh đó sẽ có vợ tôi tiếp chị ở nhà. Dạ. Nha. Dạ. Rồi gắng cố gắng dạ, đi nha. Cảm ơn mấy chú. Giờ tôi... bây giờ bắt xe ba mẹ con đi vô lại bệnh viện, ở trong bệnh viện đi. Đừng có lang thang bên ngoài nữa. Dạ. Sau khi xuất viện rồi quay lại đây gặp em. Dạ. Nha. Dạ, cảm ơn chú. Rồi. Dạ, cảm ơn các Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho ba mẹ con nhiều lắm. Gắng cố gắng. Dạ. Nghèo khổ cần cái chân thật để mà mình có được cái chí hướng để mà chịu làm ăn để mà mình mới vượt được cái sự nghèo khổ. Nha. Thôi qua đây Bồ Sang cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả cũng như tất cả quý vị Mạnh Thường Quân. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Hẹn quý vị ở lại cái video clip sau nha. Xin chào và cả nhà. Hồi nãy giờ chị chưa có giới thiệu tên của chị. Dạ, tên em là tên Hạnh. Chị Hạnh. Chị nói là 37 tuổi đúng không? Sinh 1984. Rồi. Câu chuyện của chị Hạnh để xem cái ngày mai chị Hạnh xuất diện như thế nào để mời quý vị xem tiếp cái phần 2 nha quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bác Sang chào con.